Hello my friend, welcome back to my channel. Today let's play Gatun Open Band and Jumbo Friend, Chocho Chalet, Door and Bojack Playtime. First play Gatun Open Band Story. Ok. Sẽ đi play phiên bản chơi trên Roblox. Chơi multi play nhé các bạn nhé. Có thêm người chơi chơi cùng. Còn đi collect pin. Còn tìm kiếm hai cục pin nữa các bạn. Đây có một cục. Ok, máy bay đã bay ra. Đây là một phiên bản chơi Mobi Roblox nhé các bạn nhé. Là cho nó chạm vào đấy nữa. Monkey bật lầy kìa. Ok. Đây có 4 người chơi. Bây giờ sẽ đi tập trứng nhé. Được 2 quả rồi. À đây có 1 quả nữa. Đây 5 quả rồi. Còn 1 quả nữa là sẽ xuất hiện con Obinabird nữa các bạn nhé. Đây là chuồn ngay. Mình phải nhảy lên đây không Obinabird nó sẽ bắt. Ờ, nó đang ở dưới này. Ồ, sử dụng được. 4 người chơi đang nhảy lên này. Đợi cùng nữa. Ông Bilabert nó chạy đi xong rồi sẽ hoàn thành nhá. Ok, chụp có vàng đã xong. Để tìm được vàng đây. Bây giờ sẽ sang bên kia làm một nốt. Rồi, cho cái bay đập vào kia đó. Ok. Búa ngay đây. Đây mình sẽ lấy búa sang bên kia đập nốt nhiệm vụ bên kia nhé. Lần này sao lại không đập rồi nhỉ? Clip work, clip joy, don, hammer. Ô, hình như bị lag hay sao? À hình như có một người chơi lấy búa. Đúng không? À, sao lại không đập được nhỉ? À mệt lát rồi. Thằng kia vẫn cầm thẻ vàng. Lên một chat. Phần đấy là bị lag rồi.
theo mình sẽ chuyển sang chơi đặt từ ở bên bên and team. Ok, mình chọn new game nhé. Ok, vào trò chơi. Ok, sẽ lấy 2 cục pin. Cho đĩa bay đập vào đây. Vừa sẽ sang đây nhặt trứng nhé. Sẽ cho búa máy bay đập vào đây. Đây, lại gần mình sẽ sang đây cho thẻ vàng vào đây. Cho máy bay đập vào đây tiếp. Tiếp theo đây, sang bên đây, lúc búa đập. Ở phần trước, đôi bờ lốc cũng đập được. Ok, chơi phần này, mình sẽ chơi sau nhé. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi
Các từ ở bên bên chu. Đây phiên bản fake rồi. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Jojo Charles Spider-Man. Thank you.
Ok, chúng sẽ lại tìm. Okay, đây rồi, sẽ nên lắp ghép qua quả trứng ở đây nhé các bạn nè. Sau nãy giờ Jumbo Fan. Đang bị lag. Try again. Tạo ra bắt đầu sau 5 giây. Thank you.
Okay, waiting for loading. Đang đợi người chơi. Nhìn giáo ngoại ở bị một tai nạn xe buýt. Đầu xe này là đường bộ. Đây, bắt đầu lên vụ. À, sẽ đi thu thập các khu này. Vào trong đầm bầu. Mình sẽ chuyển ra đi đường khác. Một con bầu, một con lưu. Cái này nó trở lại rồi. Okay, vừa nộp xong mấy hộp. Hai mốt trên là 24 và còn thiếu 3 hộp nữa. Năm bông và con vừa lưu. Cho lên mẫu. Ôi, nó đang đuổi mình. Ô, chờ đọc vào đây đừng cùng vào.
mình lắp vô thùng. Cái này còn nộp một hộp nữa là chiến thắng. Ok, vẫn không thoát được con rầm bồng. Theo mình sẽ chơi gà tiền ở bên bên mobi. Okay, sẽ lấy cái thẻ này. Okay, sẽ đi tìm pin. Ok, xong cho máy bay đập vào đây. Tôi tập trứng. Ok, thẻ vàng. Okay, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi đo iso block.
Chỗ này đang hot, đang có gần 200k người chơi. Sẽ bật đèn lên chìa khóa. Trò này cứ mở từng zoom 1 đến zoom 8 rồi. Nấp ngay. Hình như thấy dấu hiệu của con bot ra. Zoom 9 này. Sẽ chuyển sang zoom 11.
tạm dừng đây. Chơi Project Bulletin Blue Block. Okay, waiting for learning game. Okay, bắt đầu chơi đi. Ok, sẽ thu thập các hộp nhé. Okay, sẽ xuống nhà dưới này thu thập hộp. Ở đây có một hộp này, mình sẽ nhiệm vụ để thu thập 25 hộp. À, mình đã nhặt được 4 hộp rồi. Chơi cứu rồi. Ok, hồi sinh. Theo mình ra mô
ของแฟนจูchỗ này hình như nhạc dưới bản quyền, mình sẽ tắt hết nhạc đi. Không phải phiên bản này, mình sẽ tắt ra nhé. Là một fan chu kia cơ, ở đây. Phiên bản fanmade. Okay, đang vào tàu. Okay, lại phải tâm giật lại. Okay, so next project will be time at team. Ok, đã bắt đầu chơi, Bộ đồ sách của Lê Tham là S-Team. Bắt đầu. Chuyển cho bọn tôi bác.
mình chuyển thành mân tơ.